công khoái tài ta cũng chẳng ở đời mình sinh trong già đào, tại vì ta không lỗi đạo nay mình đành phải xa nhau. Tình không giang dở là tình trong mơ, khi chúng mình yêu đâu biết chữ một trời mây răng tìm tìm cuộc tình hai ta sống liềm, chỉ còn hình bóng trong mày. Khóc đi em, khóc cho núi lở non mòn, cho lòng con vương vấn. Hãy khóc đi em, tới nhanh trở về căn bụi, chỉ còn anh với em thôi. Làm sao trong lại đỉnh mình đôi yêu chẳng gắn nhau duyên mới nhạt. Đường tình ta không chung lối, đừng buồn xa nhau quá vội, chỉ vì nghịch cảnh em ơi. Đường tình ta không chung lối, đừng buồn xa nhau quá vội, chỉ vì nghịch cảnh em ơi. Rồi, chào các bạn, và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục là đáp ứng yêu cầu các bạn với bài Vì trong nghịch cảnh trên tâm la thứ cho các bạn. Rồi bài này các bạn sẽ điểm với điệu bolero nha. Vừa rồi mình cũng đàn và hát mẫu và tham khảo, không biết có dính bản quyền hay không nha. Nếu mà là giờ còn xem mà không thấy phần hát mẫu thì chắc chắn dính quyền rồi. Mà nếu dính bản quyền thì mình sẽ để clip riêng. Bạn nào cần tham khảo bài hát mẫu cho dễ hình dung, dễ tập, các bạn cứ gõ bài hát mẫu Vì trong nghịch cảnh điệu chương, gọi vậy sẽ ra clip mẫu các bạn tham khảo nha. Rồi bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Rồi đầu tiên sẽ là đoạn 1, đoạn 2, điệp khúc và đoạn cuối. Bài này có rất là dễ ha. Rồi thì trước hết mình chia sẻ nốt solo trước, sau đó mình đi vào phần điểm hát sau nha. Rồi bây giờ các bạn ghi nốt solo. Mình không duyên nợ đừng chờ em ơi. Rồi, mi la son mi son la, mi la son mi là mi son la. Rồi tiếp, không phải tại ta cũng chẳng ở chơi. Rồi, si re la si la đô rê mi, si re la si la đô rê mi. Rồi tiếp, đời mình sinh trong gia giáo, là đô đô rê mi, là đô đô rê mi. Rồi tiếp, tại vì ta không lỗi đạo, rê rê pha pha lá mi, rê rê pha pha lá mi. Rồi tiếp, nên mình đành phải xa nhau. Rồi, si mi rê la si, si mi rê la si. Rồi xong, nó số đoạn 1. Sau lưng dãy nốt mình có ghi dãy số, dựa vào đó các bạn biết những nốt đó sẽ đàn dây nào bấm chỗ nào đó nha. 32 tức là đàn dây 3 bấm ô 2, 20 là đàn dây 20 bấm vậy ha. Rồi. Rồi qua nốt solo đoạn 2. Rồi nốt solo đoạn 2 thì nó hát cũng như đoạn 1 thôi, thay đổi câu cuối cùng về chủ âm thôi nha. Những câu trên các bạn solo y chang đoạn 1 là được nha. Tình không gian dở là tình trong mơ, khi chúng mình yêu đâu biết chữ ngơ, hát y đoạn 1 vậy đó. Một thời một trời mây giăng tím tím, cuộc tình hai ta sắp liệm, tới đây solo y chang đoạn 1 nha, dựa vào đoạn 1 bạn solo tới đây nha. Rồi thay đổi câu này. Chỉ còn hình bóng trong tim. Rồi. Rồi, re mi re đô la, re mi re đô la. Rồi đoạn 1 đoạn 2 khác nhau câu cuối cùng thôi nha. Rồi bây giờ sẽ là nốt solo điệp khúc. Hay khóc đi em, khóc cho núi lở non mòn. Rồi, la mi re đô, đô la đô, mi lá mi re chữ lở, các bạn đàn hai nốt mi lá nữa ha. La mi re đô, rồi khóc cho núi nè, đô là khóc cho núi, rồi lỡ nè, lỡ là mi lá, rồi non mòn mi re đó. Ở sau các bạn thấy 6 chữ nhưng 7 nốt là cái chữ lỡ, mình đàn hai nốt mi lá đó nha. La mi re đô, đô la đô, mi lá mi re, vậy ha. Rồi tiếp,
cho lòng con vương vấn thêm. Rê đô rê mi son mi, rê đô rê mi son mi. Rồi tiếp, hay khóc đi em thế nhân trở về cánh bụi. Rồi mi si la son, la son đô đô mi la, mi si la son, la son đô đô mi la. Rồi tiếp, chỉ còn anh với em thôi. Rồi đô mi si rê đô la, đô mi si rê đô la. Rồi xong nó solo được khúc. Còn đoạn cuối thì bạn có thể solo y chang đoạn 2 là được ha, cặp từ nó khác thôi chứ hát cái cũng như nó nói như nhau thôi, rồi cứ solo y chang đoạn 2 là được nha. Rồi bây giờ mình sẽ vào phần điểm hát cho các bạn. Rồi bài này thì rất đơn giản thôi các bạn. Solo các bạn thấy nó solo cũng là rất đơn giản, rồi điểm hát cũng đơn giản lắm. Và bộ intro cũng rất đơn giản luôn và rất là ngắn, các bạn tập rất là lẹ nha. Rồi các bạn ghi intro. Câu đầu tiên. La la la, ba cái la, hai cái la cũng được. La la, dựa vô cái phần lời bài hát mình thay đổi chút xíu mình có intro ha. La la đô đô rê mi, đó giống như đường tình đôi ta chung lối, đừng buồn xa nhau quá vội chỉ vì nghịch cảnh em mưa. Dựa vào câu đó mình thay đổi giờ vài nốt thôi, các bạn có thể đàn y chang ba câu cuối của nốt solo đoạn 2, các bạn làm intro cũng được ha. Ba câu cuối của đoạn 2 nãy có nốt solo đó. Một trời mây giăng tím tím, cuộc tình hai ta sắp liền, rồi chỉ còn hình bóng trong tim. Đó, dựa vào cái ba câu cuối cùng của nốt solo đoạn 2 các bạn có intro nha. Rồi các bạn đi ba cái là đi ha, tại mình dứt cho nó hay. La la la, rồi la la la, xuống lên xuống, la 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 đô đô rê mi, bấm vô đô trưởng rải xuống cái tùy theo các bạn áp dụng kiểu đàn nhào nha. Bởi đây mình nói là bolero nhưng mà mỗi bạn mỗi kiểu đàn khác nhau. Có bạn lên xuống chắc bùm chắc bùm chắc bùm, có bạn rải chắc bùm chắc bùm chắc bùm, thậm chí các bạn rắc 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 chắc bùm. Nó là tùy theo, nói chung là cứ bolero. Ở đây mình chia sẻ thì kiểu đàn bolero có chèn bát. Boro chèn bass mình cũng chia sẻ các bạn rồi, thì cho nên là lên xuống ha. Các bạn không đàn kiểu đó thì các bạn đàn căn bản thì các bạn thay lời ít bằng rải, rải xuống cái các bạn ghi rải ha, hoặc là rát 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 hoặc tặng tắng gì đó, tùy theo các bạn kiểu đàn mà các bạn ghi vào rồi thích hợp với kiểu đàn của các bạn để các bạn đàn nha. La 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 đô đô rê mi, bấm đô trưởng rải xuống cái hoặc là lên xuống ha. Rồi đàn tiếp rê 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 pha pha lá mi, rê 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 pha pha lá mi, bấm như 17 rải xuống cái hoặc là lên xuống. Rồi đàn câu cuối cùng rê mi mi rê đô la, rê mi mi rê đô la. Rồi bấm chủ âm là thứ lên xuống chắc hoặc là rải chắc. Rồi lót mi rê đô si la. Rồi lót về xong bắt đầu vào bài, không dầm không gì cả nha. Mình không duyên nợ đừng chờ em ơi. Nghe chị em bắt đầu bolero lên, đàn bass la và bolero lên nha. Rồi bây giờ mình sẽ lại intro chậm này các bạn tham khảo nè. Mình không duyên nữa đừng chờ em ơi, không phải tại ta cũng chẳng ưa chơi. Yeah, rồi vào đoạn 1 thì áp dụng kiểu đàn bolero rải dây giống như đầu clip hình mẫu. Các bạn không thích rải dây thì các bạn đàn kiểu đàn nào cũng được, miễn bolero được nha. Nhưng mà mình chia sẻ thì đoạn 1 bolero rải dây, cách đàn bolero rải dây tâm là thứ mình cũng chia sẻ các bạn luôn rồi đó nha. Đoạn 1 mình rải dây, đoạn 2 mình áp dụng kiểu đàn bolero chèn bass, điệp khúc mình quạt trả bolero, đoạn cuối có thể áp dụng kiểu đàn bolero căn bản là 4 kiểu đàn bolero vào một bài hát thì bài hát nó sẽ phong phú hơn so với nếu các bạn chỉ đàn một kiểu đàn. Nói vậy thôi thì tùy các bạn muốn dùng nhiều kiểu đàn hoặc một kiểu đàn thì tùy các bạn nha. Những kiểu đàn đó mình chia sẻ các bạn hết rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ mở lại intro và vào đoạn 1 cho các bạn nha. À, vào đoạn 1 bolero rải dây ha. Rồi các bạn tham khảo lại intro. Chờ em ơi, không phải tại ta cũng chẳng ở trời. Đời mình xin trong ra rào, tại vì ta không lối đào, nên mình đành phải xa nhau.
Đó là đoạn 1, các bạn áp dụng vậy ha. Rồi cứ rải điều tai và rải hợp âm tới đâu chỉ đó nha. Rồi bây giờ mình chia sẻ các bạn điểm đoạn 1. Mình không duyên nợ đừng chờ em ơi. Rồi cái chữ ơi là hát kéo cho nên ngay chị em là mình kết thúc ngay cái bass, ngay cái nhịp ha. Em ơi, rồi cứ hát kéo chữ ơi hết nhịp rồi hát tiếp. Không phải tại ta cũng chẳng ở chơi, nhưng mà hát kéo chữ chơi thì ngay chữ ở là mình cho cái bass ha, cái bass của đồ trưởng. Ở chơi. Rồi trong khi đó hát kéo chữ trời ra và đàn cho hết nhịp chuyển qua la thứ thì các bạn thấy là mình ghi đô trưởng ngay chữ ở, rồi lấy chữ trời là chấm 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 kéo ra hết nhịp chuyển qua la thứ dạng vậy ha. Chấm ở chơi. Nó hết nhịp chuyển la thứ, hát cứ hát kéo chữ trời và cái tay cái đàn lại cho hết nhịp 3 2 1 2 3 4 2 3 bát. Tới cái bát này mình chuyển qua la thứ đàn bát la ha. Ở chơi. Nó dễ ha, rồi mới hát tiếp. Đời mình sinh trong gia giáo, tới đây chuyển lại đồ trưởng. Tại vì ta không lối đạo, trở lại la thứ, nên mình đành phải xa nhau. Rồi ngay chỗ này, ngay chữ xa, các bạn có thể đặt học âm ngay chữ xa làm bị bãi. Tại mình hát kéo chữ nhau. Tùy theo bài, có bài thì dứt câu, nó đặt học âm cuối, ngay cái chữ cuối luôn của câu luôn. Đó, nhưng mà tùy bài, có bài hát cái chữ nó kéo ra thì mình đặt cái bát và chuyển học âm ngay cái chữ kế cuối ha, để hát kéo chữ cuối đó. Thì bài thôi thì mình nói các bạn là bộ rô nó đa dạng lắm đó, mỗi bài nó mỗi khác, muôn màu muôn vẻ thì nó các bạn áp dụng nhiều thì sau này các bạn sẽ quen ha, và các bạn sẽ canh được và ngay nhịp thôi. Còn nó ngay chữ nào thì đó thì các bạn đàn các bạn tự canh nha. Rồi mình nên phải xa nhau, rồi ngay xa là hát kéo chữ nhau ra. Trong khi hát kéo chữ nhau thì tay phải cứ rải một nhịp bolero vẫn giữ mi bảy nha. Xa nhau kéo với nhau thì mình 3 2 1 2 3 1 2 3 bát, mà bát này mình rải luôn nguyên 17. Rồi mình ngưng, mình hát đoạn 2 nha. Nên mình đành phải xa nhau. Rồi mình hát đoạn 2. Tình không gian giờ là tình trong mơ. Đó, thì mỗi lần chuyển từ đoạn 1 qua đoạn 2 các bạn có thể tình không gian giờ là trong mới. Rồi gõ thùng chuyển động điệu bolero mình chia sẻ rồi, hoặc các bạn vuốt bát tình không gian giờ là tình trong mới. Rồi vuốt dây bát chuyển động cũng được, tức là các bạn thêm cho nó phong phú thôi, còn các bạn không thêm vào bình thường cũng được, không gõ thùng không vuốt bát cũng được ha. Tình không gian giờ là tình trong mới, nó vào bình thường vậy cũng được, đi vài nốt bát thôi, còn không thì ngay chữ trong đàn bát luôn. Tình không gian giờ là tình trong. Rồi, những cái đó mình chia sẻ hết rồi, các bạn muốn áp dụng cái nào thì các bạn áp dụng nha. Bây giờ ví dụ các bạn hết đoạn 1 và đoạn 2. Tại vì ta không lối đạo, nên mình đành phải xa nhau. Tình không an cư là tình trong mơ. Khi chúng mình yêu đâu biết đang tìm tìm cuộc tình hai ta sắm liền, chỉ còn hình bóng trong tim. Rồi đoạn 2 là vậy ha, đoạn 2 là kiểu đàn bolero truyền bát hoặc là đàn bolero căn bản cũng được, tùy các bạn áp dụng kiểu nào các bạn áp dụng nha. Và kiểu hát thì thay đổi chút xíu so với đoạn 1, hợp âm thì cũng vậy thôi, nhưng các bạn lưu ý những có một số cái nốt lót vào cho nó hay nha. Rồi tình không gian giờ là tình trong mơ, ngay trong đàn bass la và bắt đầu bô rô lên, bô rô căn bản hay bô rô chèn bass gì đó ha. Tình không gian giờ là tình trong mơ, lót ba lót đô si la. Trong khi mình hát cái chữ mơ thì mình rải chắc bum chắc đô si la, hoặc các bạn đàn bỏ một nhịp giống đoạn hai cũng được đó. Trong mơ đó, khỏi lót cũng được đó, nhưng khỏi lót đi ha, nó muốn dễ thì khỏi lót. Trong mơ. Rồi dẫn bóp la thứ đàn hết nhịp hát tiếp. Đó, giống như đoạn 1 đàn bỏ nhịp hát tiếp vậy ha. Trong mơ. Khi chúng mình yêu đâu biết chữ ngơ. Ngay chữ chuyển qua đô trưởng ha. Rồi chữ ngơ để mình hát kéo ra. Mình bấm đô trưởng mình đàn bỏ nhịp, hết nhịp mình chuyển qua la thứ, giống như đoạn 1 ha. Nó khác là khác kiểu đàn so với đoạn 1 thôi. Đoạn 1 mình đàn bố rô rải dây, đoạn 2 mình đàn chèn bát, nhưng cái cách áp dụng như nhau nha. Khi chúng mình yêu đâu biết chữ là đàn bắt đô chữ ngơ. Đó, mình đàn hết nhịp chuyển la thứ rồi hát tiếp ha. Rồi nói chung thì khỏi lót đi cho nó đơn giản, cứ dựa vào đoạn 1 điểm cho đoạn 2. Đó, y chang vậy thôi nha, hát khác lời thôi y chang nha, và khác kiểu đàn.
Rồi, các bạn tham khảo lại nè, hai câu đầu động đoạn 2. Tình không gian dở là tình trong mơ, khi chúng mình yêu đâu biết từ ngờ. Đó, vậy đó, đàn hết nhịp chuyển là thứ rồi hát tiếp. Một trời mây giăng tim tim đồ trưởng, cùng tình hai ta sắp liệm bị bãi, chỉ còn hình bóng trong tim. Rồi về lại chủ âm là thứ, rồi là hết đoạn 2. Hết đoạn 2, lót trong tim đàn bát la xong bấm la thứ rải chắc hoặc là lên xuống chắc thì các bạn đang kiểu nào ha. Rồi mi re đô chi là nằm nó quen thuộc thôi ha. Rồi bắt đầu quạt chả bolero lên để hát điệp khúc, quạt chả bolero để đàn điệp khúc mình cũng chia sẻ luôn. Rồi cứ thế áp dụng vào nha, những gì mình đã chia sẻ trước là các bạn biết rồi, chỉ áp dụng vào thôi nha. Rồi bây giờ ví dụ các bạn hết đoạn 2 qua điệp khúc. Cuộc tình đôi ta sắp liền, chỉ còn hình bóng trong cho lòng con vương vấn đi, hay không đi em thế nhanh trở về cánh bụi, chỉ còn anh với em thôi. Rồi điều tay quạt chả phải hát được khúc hợp tới đâu chuyện tới đó nha. Hay khóc đi em phà trưởng, khóc cho núi lở non mòn, là về thứ cho lòng con vương vấn thêm là đồ trưởng. Rồi chỗ này bỏ nhịp hát tiếp hoặc là lót cho lòng con vương vấn thêm, mi đi đồ ri mi ha, vấn thêm là mình hát kéo với thêm thì mình rải chắc mi đi đồ ri mi vậy đó. Cho lòng con vương vấn, nghe vấn là mình chuyển, mình đang bắt đô rồi đó. Vấn sau đó vẫn bấm lại đô trưởng dạng vậy đó nha. Rồi muốn lót thì lót, còn không lót thì cứ đàn bỏ nhịp hát tiếp nha. Cho lòng con vương vấn tim, nó đàn bỏ nhịp hát tiếp. Hay không đi em son trưởng, thế nhân trở về cánh bụi, chỉ còn ngay còn này hợp âm mi bãi để trong ngoặc vuông, đó là hợp âm giữ nhịp nha. Đó các bụi, nếu các bạn giữ luôn các bụi pha trưởng bụi, chỉ còn anh với em. Tới đây mình chuyển em làm chuyển là thứ bình thường ha, thì nhưng mà nó không hay, cho nên có hợp âm mi bãi giữ nhịp ngay chỗ chỉ còn là mình chuyển mi bãi giữ nhịp. Rồi anh với em tới đây mình chuyển lại chủ âm là thứ thì sẽ hay hơn ha. Trở về cát bụi, chỉ còn anh với em thôi vậy ha. Rồi các bạn nào muốn bỏ mi bãi giữ nhịp thì các bạn cứ đặt vào, còn không thì cứ không sử dụng mi bãi giữ nhịp đó luôn cũng được thì các bạn thôi nha. Rồi cách chuyển âm mi bãi, cách chuyển âm giữ nhịp mình cũng chia sẻ các bạn luôn rồi đó nha. Rồi hết điệp khúc thì ra 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 chắc mi đi đô si là cũng nằm nốt thôi nha. Các bạn đang quạt chả thì ra 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 chắc ha, còn các bạn đang đàn kiểu căn bản đi thì rải chắc mi đi đô si là. Rồi ngưng hai đoạn cuối giống như nãy, hết intro vào đoạn 1, bây giờ hết điệp khúc vào đoạn cuối y chang vậy nha. Ra 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 chắc mi đi đô si là, làm sao trong lại định mệnh đôi ta. Rồi nghe rồi bắt đầu bố rô lại, và có thể áp dụng biểu đàn bố rô căn bản. Nãy mình bố rô đã dây rồi, bố rô chèn bát rồi, điệp khúc thì qua chả bố rô rồi. Bây giờ đoạn cuối mình bố rô căn bản. Rồi bốn kiểu đàn bố rô và một bài hát dạng vậy nha. Rồi áp dụng thì các bạn bây giờ mình sẽ ví dụ hết điệp khúc qua đoạn cuối. Hay khóc đi em, thế nhanh trở về cánh bụi, chỉ còn anh với em. Làm sao trong lại định mình đôi ta, yêu chẳng gần nhau duyên mới nhạt nhòa, đường tình ta không chung lối, đừng buồn xa nhau quá vội, chỉ vì nghịch cảnh em ơi. Dạ ha. Rồi đoạn 2 thế nào, đoạn cuối y chang vậy, các bạn áp dụng vào nha. Làm sao chống lại định mệnh đôi ta, ngay đôi đàn bắt la, hát kéo chữ la, đôi ta đàn bỏ nhịp, yêu trắng ngăn nhau duyên mới nhạt nhòa, nhưng mà ngay nhạc chuyển đô trưởng ha, nhạc. Rồi mình hát chữ nhòa và đàn bỏ nhịp trong cái chữ nhòa đó đó, nhạc nhòa, chuyển qua la thứ vậy ha. Rồi hết nhịp chuyển la thứ hát tiếp, đường tình ta không chung lối đô trưởng, đừng buồn xa nhau quá vội mi bãi, chỉ vì nghịch cảnh em ơi. Rồi chỗ này trở lại là giữa đoạn 2 điểm được đoạn cuối nha. Rồi hết đoạn 2 lót mi đi si la thì hết đoạn cuối mình cũng vậy thôi.
Em ơi rải chắc mi re đô si la, nó này đang áp dụng căn bản thì rải chắc, còn đang các bạn áp dụng chèn bass luôn thì lên xuống chắc vậy thôi ha. Mi re đô si la lót xong hát lặp lại từ ngay chỗ này. Đường tình ta không chung lối, đừng buồn xa nhau quá vội, chỉ vì không hát nữa, giữ mi bảy luôn đàn hết nhịp ha. Chỉ vì hết nhịp rải mi bảy cái rồi mới hát tiếp. Nghịch cảnh em ơi, nghe ơi đàn bát la cái rồi rải xuống cái thôi, kết nào đó, trước khi kết nào là rải xuống cái thôi hoặc là lên xuống thôi. Chỉ vì nghịch cảnh em ơi rải rồi kết ao là đô đô rê mi rê rê pha pha lá mi vậy đó. Kết ao thì nó cũng là ná intro ở phần trên ba câu đầu y chang intro, thay đổi cái cuối thôi nha, tại vì cái intro thì mình mí rêu si la vào bài, còn bây giờ kết ao rồi thì mình không mí rêu si la, cũng y vậy thôi, nhưng mà mình không mí rêu si la mà mình mí rê đô rê mi, mí rê đô mi la, cũng về chủ âm la ha, mí rê đô mi la, rồi mình giảm la thôi cái mình kết thúc bài nha. Rồi rồi intro nè, kết ao nè, ví dụ hết bài chứ viên cái cánh em ơi rồi rải xuống cái đàn là đô đô rê mi rê 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 pha pha lá mi rê đô la lên xuống chắc mi rê đô mi la la. Để mình kết ao mình dầm ra thứ gì để cho nó vang luôn, kết ao ha, tức là cũng giống như intro nhưng mà cái intro là năm nốt lót cuối là mi rê si la, bây giờ mình mi rê đô mi la rồi mình thêm cái dậm la thứ nữa là kết thúc bài ha. Rồi bây giờ mình sẽ ví dụ các bạn hát hết bài hát lặp lại sẽ kết ao cho các bạn nha. Đừng buồn xa nhau quá vội, chỉ vì nghịch cảnh em ơi. Đường tình ta không chung lối, đừng buồn xa nhau quá vội, chỉ vì nghịch cảnh còn chỗ nào mà các bạn mơ hồ chưa hình dung ra được thì các bạn cứ comment cho mình nha, lúc nào mà mình sắp xếp được thì mình sẽ trả lời comment cho các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong những clip tới.